Xin kính chào quý bà con, quý con chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật tổng hợp sơ qua tình giá nhãn Ydo, giá nhãn da bò, giá nhãn xuồng hôm nay ở khu vực miền Tây, khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp cho quý bà con, quý con chị các bạn cùng tham khảo. Bên ngoài cập nhật hình giá nhãn thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Nếu bà con quý quát đến chị nội đã xem kênh có quan tâm đến giá nhãn hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình giá nhãn trong một vài ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang giảm nhẹ nha quý bà con. Hiện nay thì không riêng gì nhãn mà các loại trái cây, các loại nông sản ở khu vực miền Tây thì cũng đang có chiều hướng đang giảm, đặc biệt là các mặt hàng như nhãn hay là chanh, các mặt hàng xuất sang Campuchia hiện nay thì đang rớt giá nhẹ. Do hiện nay thì tình hình đầu ra sức tiêu thụ ở Campuchia hiện nay thì cũng khá là yếu trong một vài ngày trở lại đây, vì vậy mà giá nhãn cũng như các loại chanh hành đang có chiều hướng đang giảm nhẹ. Nhãn Ydo hiện nay thì loại hàng đang nằm dao động từ 15.000 đến 17.000 đồng ký nha quý bà con, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn đẹp hay là xấu, trái to hay là nhỏ mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Thì cụ thể là nhãn mà đẹp da láng đẹp trái to hai bà con mình gọi là nhãn VIP thì đang nằm dao động từ 17.000 đến 17.500, còn những nhãn chung chung thì đang nằm dao động từ 15.000 đến 16.000, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần, và tùy theo từng hình thức mua của lái, mua xô cắt từng đợt hay mua xô hết cắt hết vườn mà giá còn có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký nha quý bà con. Nói chung là sẽ tùy theo từng thỏa thuận những người bán và người mua và thương lái và nông dân. Còn giá nhãn xuồng hiện nay thì cũng đang bước vào vụ thu hoạch gỗ của nhãn xuồng, nên giá nhãn xuồng trong một vài ngày trở lại đây thì giá cũng đang giảm so với những tuần trước. Giá nhãn xuồng hiện nay thì đang nằm trong từ 30 đến 33 ngàn, giá thương lái thu mua tại vườn. Còn nhãn da bò hiện nay thì hàng đẹp đang nằm trong từ 10.000 đến 11.000, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vườn nhãn xa hay là gần mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2 ngàn, tùy theo từng khu vực khác nhau. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý cô chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin hãy kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý cô chị, các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá nhãn hay một số loại nông sản khác hàng ngày trên kênh của mình.